Người phụ nữ có tế bào bất tử, dù đã qua đời vì ung thư nhưng vẫn góp phần cứu sống hàng triệu người. Bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore từ lâu được xem là một trong những bệnh viện tốt nhất trên toàn nước Mỹ. Biết bao nhiêu cuộc nghiên cứu, thử nghiệm được tiến hành tại đây đã cứu sống sinh mạng của vô số bệnh nhân, mang đến những bước tiến quan trọng trong lịch sử y học loài người. Trở lại những năm 1950, Bệnh viện Johns Hopkins còn có một điểm đặc biệt khác, đó gần như là nơi duy nhất người da đen nghèo có thể tìm đến để chữa bệnh. Tháng 2 năm 1951, Henry S. Clark, người phụ nữ da đen đến từ Virginia, đã tìm đến bệnh viện Johns Hopkins để khám bệnh. Henrietta bị chảy máu âm đạo mặc dù bà không phải đang trải qua thời kỳ kinh nguyệt, và đặc biệt mỗi lần đi tắm, bà còn thường xuyên sở thấy một cục u kỳ lạ ở vùng kín. Bà Henrietta khi ấy 31 tuổi và chồng có với nhau 5 người con. Sau khi sinh người con út, cũng chính là lúc bà Henrietta nhận thấy tình trạng chảy máu âm đạo diễn ra thường xuyên. Bác sĩ phụ khoa Howard Jones, người trực tiếp kiểm tra cho Henrietta, phát hiện cổ tử cung của bà có khối u bất thường. Mẫu tế bào của bà Henrietta được đem đi sinh thiết tại phòng thí nghiệm của bác sĩ George, sau đó đã xác nhận đó là khối u ác tính. Việc chữa bệnh ung thư vào những năm 1950 khác rất xa so với y học hiện đại của thời nay. Để tiêu diệt tế bào ung thư, các bác sĩ đã đặt những viên nang chứa chất phóng xạ, radium xung quanh cổ tử cung của bệnh nhân. Đây được xem là phương pháp khả thi và hiệu quả tốt nhất thời điểm bấy giờ. Quá trình chữa bệnh mang muôn vàn đau đớn và gian khổ, nhưng bà Henrietta nhất mực giấu kín không cho bất cứ ai trong gia đình hay biết. Có những lúc bà cắn môi đến bật cả máu để không hét lên thành tiếng mỗi lần bị cơn đau hành hạ. Đáng tiếc, cách sử dụng viên radium dường như chẳng mang đến chút hiệu quả khả quan nào. Tình hình của bà Henrietta ngày một trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, khi nghiên cứu tế bào của bà, bác sĩ George đã phát hiện ra một thứ đáng kinh ngạc vô cùng. Trong khi các tế bào lấy từ cơ thể bệnh nhân khác sẽ chết rất nhanh trong môi trường phòng thí nghiệm, thì tế bào của bà Henrietta vẫn khỏe mạnh và tiếp tục phân chia với tốc độ chóng mặt. Hàng thập kỷ sau khi chết, gia đình bà Henrietta mới phát hiện được rằng tế bào của bà vẫn còn tồn tại trên đời và được sử dụng một cách rộng rãi. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc tế bào ung thư của bà Henrietta cũng sinh sôi không ngừng trước khi radium có thể giết chết được chúng. Khoảng 7 tháng sau khi đến bệnh viện lần đầu tiên, bà Henrietta đã qua đời vì không thể chống chọi với căn bệnh quái ác. Gia đình bà Henrietta đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, họ đau đớn biết bao, xót xa biết bao trước sự ra đi của bà. Nhưng điều họ không hề biết rằng tế bào bất tử của bà Henrietta vẫn còn tồn tại trên đời. Không những vậy, chúng còn tiếp tục phân chia đến hàng trăm hàng triệu lần. Chúng được lưu trữ tại rất nhiều cơ sở y tế, phòng thí nghiệm để dùng với mục đích nghiên cứu. Tế bào bất tử của bà Henrietta được đặt một cái tên là tế bào HeLa. Nhờ có tế bào HeLa, các nhà khoa học đã có thể hiểu thêm về sự tăng trưởng của tế bào ung thư trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác này. Họ cũng có cơ hội được khám phá thêm nhiều điều bí ẩn trong bộ gen của con người, tạo ra những bước đột phá to lớn trong lĩnh vực y học. Từ phòng thí nghiệm của mình, bác sĩ Zock đã liên tục gửi mẫu tế bào HeLa cho rất nhiều nhà nghiên cứu khác nhau trên toàn nước Mỹ. Một trong số đó, bác sĩ John Sack đã dùng tế bào HeLa để tạo ra vaccine ngừa bại liệt. Suốt nhiều năm sau đó, tế bào bất tử của bà Henrietta được nuôi trong phòng thí nghiệm để phục vụ nghiên cứu y học và giúp phát triển các loại thuốc điều trị ung thư, bệnh bạch hầu, Parkinson, bệnh Hepper, AIDS. Người ta ước tính trong khoảng 60 năm nay có khoảng 50 triệu tấn tế bào được sinh ra từ những tế bào đầu tiên của bà Henrietta đã được thu thập.
mặc cho những cống hiến vĩ đại cho y học và cho nhân loại từ tế bào bất tử của bà Henrietta, gia đình của bà lại không hề hay biết gì về điều này. Mãi cho đến những năm 70, khoảng 3 thập kỷ sau đó, gia đình họ bỗng nhận được một cuộc gọi đề nghị hiến máu và sự thật mới được tiết lộ. Gia đình nhà Lack lúc này tỏ ra vô cùng giận dữ. Một mặt vì họ không hề biết được việc lấy tế bào của Henrietta có được tiến hành một cách hợp pháp hay không. Mặt khác, họ không thể chấp nhận được việc từng tế bào của Henrietta bị trục lợi trong ngành chế tạo thuốc hoặc buôn bán tế bào bất tử hay là giúp người ta kiếm được hàng tỷ đô la. Trong khi đó, những người nhà Lát lại sống trong cảnh túng thiếu, ngay cả tiền bảo hiểm cơ bản nhất cũng không có khả năng chi trả. Sự việc tạo ra một vụ kiện tụng kéo dài liên tục đến đạo đức y học của các bác sĩ, nhân quyền của bà Henrietta cũng như bảo mật cá nhân của gia đình Lát. Đến năm 2013, Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ mới bắt đầu công khai ghi nhận đóng góp của bà Henrietta cũng như có những hành động hỗ trợ người nhà của bà. Năm 2017, bức chân dung của bà Henrietta được chính thức treo lên tại Viện Bảo tàng Chân dung Quốc gia tại Washington. Trong cùng năm đó, đài HBO đã sản xuất một bộ phim dựa trên cuộc đời đầy bi kịch và sự cống hiến vĩ đại của bà Henrietta. Vai diễn Henrietta cho nữ diễn viên, người dẫn chương trình kỳ cựu Oprah Winfrey thủ vai. Bí ẩn áo giáp giấy 2.600 năm tuổi của Trung Quốc cản được cả đao kiếm, súng lục hay tên. Ít người biết được rằng những người thợ xa xưa ở Trung Quốc đã sáng chế ra áo giáp giấy, một phát minh chưa từng được sử dụng ở phương Tây. Loại áo giáp này được sử dụng vào khoảng năm 600 trước công nguyên. Phát minh áo giáp giấy 2.600 năm tuổi. Mặc dù có vẻ ngoài mong manh, nhưng áo giáp giấy lại cho thấy khả năng tuyệt vời khi chiến đấu. Để tạo ra loại áo giáp giấy kỳ lạ này thì thật thiếu sót nếu không nhắc tới phát minh giấy thời cổ đại ở Trung Quốc. Cụ thể, trong khi nền văn minh Hy Lạp La Mã đang phát triển mạnh ở phương Tây, thì người Trung Quốc thời cổ đại đã tự mình phát triển giấy, vũ khí, thiên văn học, toán học và nâng cao luyện kim phức tạp ở trình độ ngang bằng hoặc đôi lúc còn tiến bộ hơn so với vùng Địa Trung Hải. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc là nơi phát minh ra giấy. Tương truyền, vào khoảng năm 105, một thái giám tên Thái Luân được cho là người đầu tiên tạo ra giấy từ sợi dâu tằm. Tuy nhiên, gần đây các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng rằng giấy gai dầu có thể đã được phát minh sớm hơn, khoảng gần năm 100 trước công nguyên. Sau đó, với những ưu thế vượt trội như giá thành rẻ và nhẹ, giấy viết dần thay thế các chất liệu để lưu trữ văn tự như thẻ tre, mai rùa và lụa. Theo một chuyên gia về áo giáp cổ chia sẻ trong chương trình, người Trung Quốc cổ đại đã sử dụng áo giáp làm bằng giấy từ rất sớm, khoảng năm 600 trước công nguyên. Đặc biệt, những chiếc áo giáp giấy này được tẩm thêm nhựa thông hoặc một số loại nhựa cây khác. Ông Martin cho biết áo giáp giấy được cho là ưu việt hơn so với áo giáp kim loại vào lúc bấy giờ. Điều thú vị là những chiếc áo giáp giấy thậm chí còn xuất hiện trước khi giấy viết ra đời. Chúng thực sự trở thành một tư trang của các binh lính thời cổ đại khi ra chiến trường. Được chế tạo từ 10-15 lớp giấy được làm từ vỏ cây thâu tằm. Áo giáp giấy thậm chí còn được cho là có khả năng cản được cả mũi tên. Thử nghiệm sức mạnh của áo giáp giấy, kết quả thật bất ngờ. Để kiểm tra sức mạnh, nhóm thực hiện chương trình đã tạo ra cả hai loại áo giáp giấy, trong đó một loại tẩm nhựa thông, còn cái còn lại thì không. Giấy được sử dụng để làm nên áo giáp dày khoảng 13mm. Sau đó, các chuyên gia đã thử sử dụng nhiều loại vũ khí để tấn công chiếc áo giáp bằng giấy, bao gồm gươm, súng lục của thế kỷ 18 và loại súng côn xoay 0.45 từng dùng trong thế kỷ 19. Điều bất ngờ là trong hầu hết các bài kiểm tra, ngay cả chiếc áo giáp giấy không được tẩm nhựa thông cũng có khả năng bảo vệ tốt như chiếc áo bằng thép và thậm chí đôi khi còn vượt trội hơn. Tuy nhiên, áo giáp giấy cũng có hạn chế nhất định trong việc chống lại các đòn tấn công, dồn dập và tỏ ra yếu thế hơn so với động tác của khẩu súng ngắn, ổ xoay của thế kỷ 19. Dù vậy, nhìn chung, áo giáp làm bằng giấy cũng chứng tỏ rằng khả năng nó không hề kém so với áo giáp bằng thép. Chính vì vậy, các nhà khoa học đã đưa ra tuyên bố về việc người Trung Quốc cổ đại từng sử dụng áo giáp giấy để giao đấu là hoàn toàn khả thi.
Điều này cho thấy, bên cạnh kim loại và da, những người thợ thời cổ đại đã biết cách sử dụng nhiều vật liệu khác để sáng chế ra áo giáp bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, một nhược điểm chết người của áo giáp bằng giấy là chúng có thể nhanh chóng tan rã khi bị ướt hoặc phải hứng chịu nhiều đòn tấn công dồn dập. Đây là một hạn chế gắn liền với ưu thế sở hữu trọng lượng nhẹ của áo giáp giấy. Dù vậy, nhưng việc sáng chế ra áo giáp sử dụng những vật liệu sẵn có với khả năng thậm chí còn vượt trội hơn cả áo giáp kim loại, thật sự khiến hậu thế chúng ta phải thán phục. I'm so mad, yeah.